ngờ là Aqua City là mình mở rộng ra như thế này. Đầu tiên á, là con gái đã đầu tư từ năm 2019 lên kìa. Nhưng mà càng ngày thì càng phát triển hơn. Và hồi đó thì cũng chưa có cái đảo Phượng Hoàng. Thì sau này đó rồi càng ngày càng phát triển thêm ra. Thì hôm nay thật sự giống như là thấy giống như là một cái thành phố của châu Âu á, đang hiện tại ở Việt Nam. Cho nên là những người mà người ta còn đang mà miên man suy nghĩ chưa có đầu tư được, thì mình nghĩ cũng nên làm mạnh dạn để đầu tư. Đô thị ở đây và cái môi trường sống ở đây nó thích hợp cho cái gia đình chúng tôi ngày hôm nay đến. Trước mắt là cũng là đi theo chị và trước mắt để tận hưởng những cái dịch vụ mới nhất ở đây để mình trải nghiệm. Trước mắt là mình trải nghiệm trước, rồi sau đó là mình thấy nó tiện lợi nhiều hơn là cái vấn đề mình đang chuẩn bị cho tương lai của mình sau này nữa. Thấy môi trường học nè, môi trường sống nè, nói chung là y tế, tất cả mọi thứ nó đã dồn về đây cả. Thì thấy rất là tiện nghi. Rất là tuyệt. Quá thần tốc, không có thể ngờ một ngày mà Aqua City mà được tiến triển mà lớn và mạnh như thế này. Cho nên là mới đầu tư thêm một căn nữa là ở Hồ Tràm là như vậy. Từ cái chỗ là chỉ mua trải nghiệm một căn vào 2019, rồi sau này mua thêm là cái một căn nữa ở là đảo Phượng Hoàng, rồi bây giờ là đầu tư thêm một căn nữa là ở Hồ Tràm.